Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ấn tượng nhất, cũng như là bị thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ tiến hành trải bài cho từng tụ nhé. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụ bài số 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này. Hình, lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Tụ bài 1 nhanh quá. Mình mới đặt câu hỏi xong là bài nó rơi ra luôn rồi nè. Rồi mình sẽ tạm thời để ở đó. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Lật bài nhé. Tụ bài số 1 là những tụ bài thiên về khuynh hướng hành động, nhưng sự hành động này mang tính chất bồng bột. Tùy vào trường hợp thôi, mình lấy ví dụ nha. Nếu như cái tình huống đó đòi hỏi một sự hành động mang tính chất mạnh mẽ thì bạn đang làm một điều đúng đắn. Nhưng nếu như cái điều kiện, cái tình huống đó nó yêu cầu một sự cân nhắc kỹ càng trước khi hành động thì bạn sẽ mang tính chất bồng bột. Giống như gà gáy đó, vừa mới vỗ cánh một cái là gáy liền à, không có suy nghĩ gì cả. Thì bạn cũng tương tự như vậy. Có nghĩa là sao nào, bạn rất phù hợp ở những vị trí yêu cầu phải hành động dứt khoát, những công việc đòi hỏi tính linh hoạt, nhanh nhẹn, xử lý vấn đề nhanh. Còn những cái công việc liên quan đến sự tỉ mỉ, kiên nhẫn, tinh tế thì hơi khó đối với bạn. Tại vì bạn không có rành trong những cái điều gì đó nó liên quan đến một cái gì đó châu chuốt. Bạn phù hợp với những cái thiên về khuynh hướng hành động nhanh, gọn, lẹ, dứt khoát, có hiệu quả. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Bạn là người không ngừng phát triển bản thân. Đối với bạn, những thứ ở thời điểm hiện tại chưa đủ. Thành ra đấy, bạn giống như là một người không bao giờ biết dừng lại, luôn luôn tiến về phía trước. Đây, hành trình của bạn là hành trình chưa bao giờ kết thúc nè. Bạn không bao giờ kết thúc, bạn luôn hướng về phía trước để tìm kiếm những cơ hội mới, để tìm kiếm sự thành công của chính bản thân mình, để tìm kiếm cơ hội khẳng định giá trị của bản thân. Bạn đôi khi sẽ cảm thấy lạc lõng. Con gà nó gáy dai ghê luôn mọi người. Đôi khi bạn sẽ cảm giác lạc lõng. Bởi vì sao? Bạn cảm thấy như là Tại sao mọi người đều có một cuộc sống nhàn hạ và bình yên, còn tôi thì lúc nào cũng phải cố gắng nai lưng ra để kiếm một công việc nào đó giúp cho tôi có một nguồn thu nhập. Rồi tôi phải nỗ lực hơn rất là nhiều người để tôi có được những cái mà tôi mong muốn. Bạn thấy mọi người ai cũng vui chơi cả, ai cũng tận hưởng cuộc sống này một cách rất là thư thả. Còn bạn thì tại sao lại cảm thấy vô vàn áp lực này, mệt mỏi này, lúc nào cũng phải cố gắng nỗ lực hơn người ta gấp nhiều lần. Bởi vì sao nào? Bởi vì đó chính là sự lựa chọn của bạn. Đâu có ai thúc ép bạn làm điều này. Bạn tự mình tách biệt ra khỏi đám đông để tìm kiếm một cơ hội cho riêng bản thân mình, để tìm kiếm một cái môi trường thể hiện giá trị con người của bạn. Vậy thì không thể nào đòi hỏi rằng người khác giống bạn được, đúng không? Tụ bài số 1 còn thiếu một khiếm khuyết nho nhỏ thôi. Đó là sự kiên trì và suy xét mọi thứ thấu đáo. Tụ bài số 1 vẫn còn đang thiên về khuynh hướng hành động quá nhiều. Các bạn hành động nhiều quá mà các bạn không có sự suy xét kỹ càng. Thành ra sẽ có những lúc các bạn làm hỏng chuyện nè. Cái tình huống đó bạn sẽ làm được 100%, nhưng mà chất lượng thì nó chỉ khoảng tầm 70-80% thôi. Bởi vì do sự hấp tấp của bạn, do sự nóng vội của bạn. Và bạn làm mọi thứ bạn không có châu chuốt kỹ càng. Đối với bạn, quá trình không quan trọng, kết quả mới quan trọng. Thành ra bạn bỏ hết tất cả cái quy trình từ đầu tới cuối, bạn chỉ lấy đúng cái kết quả thôi. Cũng vì tính nhanh gọn lẹ của bạn, cho nên bạn chỉ phù hợp với những công việc nó mang tính chất nhanh, làm là ra liền. Những cái công việc nó mang tính chất linh hoạt, ứng biến. Còn những công việc nó mang tính chất châu chuốt, chẳng hạn như là nấu ăn, nấu ăn, rồi thợ mỹ nghệ, rồi nghiên cứu,
phân tích đó, những cái ngành nghề nó liên quan đến sự tỉ mỉ, sử dụng nhiều đầu óc thì nó sẽ không phù hợp với bạn lắm. Bạn hợp với những cái gì đó nó mạnh mẽ, nó sử dụng sức lao động của bạn để tạo ra thành quả, nó thể hiện tính linh hoạt. Để mình trải thêm đi. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Mình là mình thấy bạn nổi bật lắm rồi đó. Bạn giống như là con ngựa chiến vậy, đụng một cái là xông vào chiến trường luôn, không cần biết chiến trường nó đang có cái gì, nó đang có mũi tên, nó đang có lửa, nó đang có bom khói gì, bạn cũng chẳng quan tâm. Đối với bạn, tiến về phía trước là tiến về phía trước thôi, bạn cũng chẳng cần lo ngại thứ coi là hậu quả nó sẽ là cái gì, biết ngay mà. Ồ, ủa sao nhiều vậy? Ba lá. Các bạn đã và đang nha, đã và đang rơi vào những tình huống oái ăm khiến cho bạn buồn. Những tình huống này là những tình huống đến từ những cái điều gì đó bạn cho là tốt đối với bạn. Chẳng hạn như là một mối quan hệ bạn từng coi là quý giá đối với bạn nè, một công việc nào đó mà bạn từng cho là phù hợp với bạn. Sau một khoảng thời gian thì bạn thấy rằng là bạn không nhận gì cả ngoài những tổn thương. Và bạn đã từng rơi vào một cái thời kỳ ta nói mất lạc quan rồi. Bạn không có sự lạc quan, bạn bi quan vô cùng. Hiện tại thì bạn đã thoát ra khỏi cái tình trạng đó rồi, nhưng mà nó vẫn còn nha mọi người. Nó vẫn còn dư chấn. Và ở thời điểm bây giờ là thời điểm bạn đang quay vào bên trong, đang tìm cách để kết nối với thế giới nội tâm của mình, để xem tôi coi là rốt cuộc là tại sao tôi lại phải rơi vào những cái trạng thái như thế này, tại sao tôi lại phải có những cái phút giây nó bi quan như vậy, nó mất kết nối với bản thân mình. Rốt cuộc tôi đang cần cái gì, rốt cuộc tôi đang muốn cái gì. Mà cái bạn muốn ở thời điểm bây giờ là gì? Là thành tựu, là giá trị vật chất, là một sự ổn định về tài chính và một sự phát triển thịnh vượng trong tương lai. Ở thời điểm bây giờ không hề có một lá bài nào liên quan đến tình yêu ở đây luôn. Tại vì sao? Tại vì bạn đang dành toàn tâm toàn trí cho sự nghiệp của bạn, cho thời kỳ đỉnh cao của tuổi trẻ, cho những cơ hội, những định hướng phát triển tương lai. Tụ bài số 1 là tụ bài cuồng công việc. Các bạn say mê cống hiến năng lực của bản thân mình để tìm kiếm những giá trị thật sự thuộc về bạn. Các bạn không ngừng khao khát để chứng tỏ rằng tôi là một người có năng lực. Các bạn không ngừng bước đi trên hành trình của mình để hành trình của mình trở nên trọn vẹn hơn, hoàn mỹ hơn, tỏa sáng. Nhưng các bạn đã quên mất một điều, đó là yêu thương bản thân mình. Các bạn quần quật, mệt mỏi, cứ lúc nào cũng ở trong cái trạng thái hành động, nhưng mà mình không thấy bạn có trạng thái nghỉ ngơi gì cả. Bạn không yêu thương bản thân bạn. Mình nói thật, bây giờ bạn cứ nói rằng Thúy nói sai rồi, tôi yêu thương bản thân tôi mà, tại sao Thúy lại nói tôi không yêu thương? Vậy mình hỏi bạn một câu đơn giản thôi. Bạn đã dành được bao nhiêu thời gian để ngồi ngắm mình trước gương? Nó đơn giản như vậy thôi. Cao lắm là bạn chỉ đứng trước gương để bạn chải tóc mà thôi, chứ bạn cũng không có chăm chú ngồi nhìn trước gương để xem tôi đã có sự thay đổi như thế nào, dung nhan của tôi đã có sự biến hóa ra sao, đôi mắt của tôi còn là đôi mắt của lòng nhiệt huyết, đôi mắt của sự nghiêm chỉnh hay là đôi mắt của mệt mỏi. Bạn đã dành được bao nhiêu thời gian ngồi trước gương và ngắm nhìn chính bản thân mình? Chắc có lẽ khi mà mình nói cái video này xong thì bạn đang nhìn gương. Hay là bạn đang tìm một cái thứ gì đó nó mang tính chất phản chiếu để bạn nhìn gương mặt của bạn, nghiêm túc xem xét thử coi là rốt cuộc là bản thân tôi đã có sự thay đổi như thế nào. Mường tượng lại thử coi là dung nhan của tôi cách đây 3 năm trước và dung nhan của tôi của bây giờ nó đã có sự thay đổi ra sao. Mốc thời gian 3 năm là mốc thời gian đủ để bạn thấy được sự khác biệt hoàn toàn của chính phiên bản mình ở hiện tại và phiên bản mình của quá khứ. Tụ bài số 1. Theo như cá nhân mình nha, mình chưa trải bài. Theo như cá nhân mình thì đã đến lúc bạn nên tìm một cái gì đó yên bình một tí. Tạm thời dừng lại để thở ra. Tạm thời dừng lại để nghỉ ngơi. Tại vì sao? Tại vì ngay lá bài này nó cũng kêu rằng thời gian bây giờ là thời gian để nghỉ ngơi, thời gian để phục hồi năng lượng, để quay trở về bên trong, để tìm kiếm những cái mà bạn đang mong muốn thật sự ở trong lòng, chứ không phải là hướng ra những cái gì đó mang tính chất thịnh vượng, vật chất, sự phát triển định hướng của bạn. Mình biết bạn là ngựa chiến, nhưng ngựa chiến một khi bị chặt giò thì không còn gì cả.
Người ta hay nói là những con ngựa khi mà chân nó bị thương thì sẽ bị trợ tử. Tại sao? Tại vì con ngựa sinh ra là để di chuyển cả đời. Và nếu như con ngựa nó bị gãy chân thì nó sẽ không còn là nó nữa. Và cho dù nó gãy chân thì nó vẫn không bao giờ nghỉ ngơi, nó sẽ tìm đủ mọi cách để nó đi bằng ba chân còn lại. Nhưng điều đó sẽ vô cùng đau đớn với nó. Cho nên những thợ nuôi ngựa họ sẽ trợ tử cho nó, để cho nó chết một cách vinh quang. Bạn cũng vậy, bạn hiện tại đang là ngựa chiến, nhưng đừng để cho bất kỳ một điều gì của bạn nó bị tổn thương. Chỉ cần đôi chân của bạn bị mất một chân thôi, bị ảnh hưởng một chân thôi, thì bạn sẽ bị phế. Đó là mình nói bóng nói gió nha. Còn thực chất vấn đề bên trong thì bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào thì chính bạn sẽ là người trả lời. Để mình trả cho bạn câu hỏi như thế này. Tương lai bạn có giàu có không? Đó, bạn muốn đặt cái câu hỏi như vậy thôi. Tại vì thời điểm bây giờ là thời điểm bạn đang tập trung rất là nhiều về sự nghiệp mà. Bạn không ngừng tìm kiếm những cái cơ hội, bạn không ngừng tìm kiếm những cái gì đó để nó thể hiện giá trị của bản thân bạn. Thấy chưa? Thời điểm bây giờ không phải là thời điểm để nghĩ đến những cái điều như vậy. Tạm thời dừng lại. Bạn thấy cái lá bài này quen không? Hồi nãy mới gặp nó xong đó. Với cái câu hỏi là tương lai bạn có giàu không? Thì câu trả lời là gì? Đừng có nghĩ đến điều đó. Tại vì sao? Giàu hay không là bởi chính hành động của bạn, chứ không phải là do ông trời ban phát. Đối với bạn, không bao giờ có chuyện há miệng chờ sung, không bao giờ có chuyện ăn may. Tất cả những thành quả bạn nhận được đều đến từ chính công sức và sự nỗ lực của bạn. Cho nên câu trả lời này đó chính là tùy duyên. Có nghĩa là sao? Tương lai bạn giàu hay không? Câu trả lời là chính bản thân bạn sẽ hành động như thế nào để quyết định tương lai của bạn. Trẻ bạn đã nói như vậy nha, chứ không phải là mình từ chối trả lời đâu. Đây. Giàu hay nghèo là do chính hành động của bạn ở thời điểm bây giờ. Vậy tương lai bạn giàu hay không? Là do chính bạn. Thế một câu hỏi gì mà hỏi cũng như không hỏi đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ hỏi lại. Tương lai bạn có giàu hay không nếu như bạn phấn đấu nỗ lực ở thời điểm bây giờ? Yên tâm nha, đầu tiên là bạn sẽ giải quyết được tình hình tài chính này. Thứ hai, thứ ba, nói chung á, giàu thì cũng chưa chắc, nhưng mà bạn sẽ có được một khoản tiền đủ để bạn thực hiện những ước mơ của bạn. Mình không biết ước mơ của bạn là ước mơ lớn hay là ước mơ nhỏ, nhưng mà bạn sẽ có được số tiền để thực hiện hóa ước mơ của bạn. Và đồng thời, tiền bạc không phải là thước đo hay là không phải là một cái tiêu chuẩn để đo đạt mức độ hạnh phúc của bạn đâu. Cái bài nó nói luôn, có tiền chưa chắc bạn đã hạnh phúc, có tiền chưa chắc bạn đã có thể xây dựng những cái điều mà bạn mong muốn. Vì vậy, bạn chỉ xem tiền là một cái điều gì đó, một cái vật hỗ trợ gì đó để củng cố cái cuộc sống của bạn, để giúp cho bạn đạt được những điều mà bạn mong muốn. Nhưng tiền không bao giờ mua được hạnh phúc của bạn, nó chỉ mua được cách mà bạn tiếp cận hạnh phúc đó thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn nói với bạn, những người đã lựa chọn tù bài số 1. Chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tù bài số 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trả bài cho câu hỏi lần này. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Wow, dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện. Là người thiên về chủ nghĩa hành động hơn là lời nói. Bạn là người không dễ bị lợi dụng. Tụ bài số 2 là tụ bài thuộc dạng hơi bị chiến đó nha. Các bạn là đúng theo kiểu sống thực tế. Có nghĩa là sao? Các bạn không bao giờ lợi dụng người khác và các bạn cũng không muốn người khác lợi dụng mình. Đối với các bạn, những mối quan hệ xung quanh các bạn là những mối quan hệ sòng phẳng, không lợi dụng nhau. Và bạn cực kỳ căm ghét những người nào đó thuộc trường phái nịnh nọt, lấp liếm. Thuộc trường phái chỉ biết trục lợi cho bản thân mình mà chấp nhận khiến người khác chịu thiệt. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Bạn có một tầm nhìn sáng suốt,
bạn có thể dễ dàng vạch trần người khác được. Bạn giống như là kính chiếu yêu vậy. Không bao giờ có một ai có thể nói dối trước mặt bạn được, có thể giả tạo trước mặt bạn được. Tại vì sao? Chỉ cần một vài thủ thuật nho nhỏ thôi, ngôn ngữ cơ thể của họ, lời nói của họ, ngữ điệu của họ, ánh mắt của họ, là bạn có thể biết ngay là họ gặp bạn có chuyện gì liền. Một ngày đẹp trời, tự nhiên một người bạn của bạn nhắn tin: alo bạn ơi, đi cà phê không? Là bạn đã thấy ngỡ ngỡ rồi nha. Ra cà phê nhìn cái mặt thằng đó, tươi ơi là tươi, là thấy có điểm rồi đó. Thành ra những cái mối quan hệ tìm kiếm bạn để xin trục lợi từ bạn, không bao giờ có trường hợp đó xảy ra. Tại vì sao nào? Chỉ có bạn giả khờ thôi, chứ không ai trục lợi được từ bạn cả. Người ta trục lợi được từ bạn chỉ có hai lý do. Một là bạn thương người ta, thương hại á, chứ không phải là thương kiểu thương yêu đâu. Một là bạn thương hại người ta, cho nên bạn mới giả vờ khù khù khờ khờ để người ta lợi dụng. Hoặc hai là bạn cảm giác rằng cái việc này nó không đến mức để bạn phải lên tiếng, cho nên bạn chấp nhận chịu thiệt về bản thân mình. Bạn chỉ có lừa người ta thôi, chứ ai mà lừa được bạn. Trời ơi là trời. Mà điều quan trọng ở đây là gì? Bạn có năng lực, còn họ không có năng lực. Thành ra họ tìm đến bạn để họ mong chờ những cái điều mà bạn có thể giúp cho họ. Nhưng cái việc giúp đỡ này nó mang tính chất lấp liếm, giả dối, không tốt lành cho bạn đâu. Vì vậy những mối quan hệ xung quanh bạn, nếu như tìm kiếm bạn để mong bạn giúp đỡ họ về một cái điều gì đó, thì mình tin tưởng rằng bạn có những quyết định sau cùng đúng đắn. Tại vì sao? Đây, lá bài 4 xu. Không ai có thể trục lợi từ bạn được nếu như bạn không cho phép điều đó xảy ra. Tụ bài số 2. Ở thời điểm hiện tại, các bạn nên thắt chặt chi tiêu của bản thân nha. Đừng phí hoài tiền bạc của mình. Thứ nhất, tiền bạc cho những khoản chi tiêu không cần thiết. Thứ hai, tiền bạc cho những khoản vay nợ không cần thiết. Bạn đem tiền bạc của bạn để bạn mua sắm những món đồ mà nó không phù hợp ở thời điểm bây giờ. Bạn đem tiền bạc của bạn để bạn cho người khác vay mượn. Thời điểm bây giờ là thời điểm không nên tiêu tiền, không nên để dòng tiền chảy ra ngoài. Sao tụ bài số 2 gà gáy dữ vậy ta? Tụ 1 với tụ 2. Mình không biết lý do nữa. Đối với bạn, những người đang lựa chọn tụ bài số 2, các bạn là những người giữ vững lập trường của mình. Không ai có thể lay động tâm trí của bạn được nếu như bạn không cho phép. Đây, vừa một lá bài của sự thật, phán xét, một lá bài của sự hành động quyết liệt, một lá bài của sự ổn định tâm trí rồi, ai làm lại bạn đây? Tâm tịnh, không ai làm gì được bạn cả. Chưa kể bạn có lập trường riêng của bản thân bạn, không ai có thể bẻ lập luận của bạn được, không ai có thể thao túng tâm trí của bạn được. Ngày hôm nay làm sao đó mọi người, tại vì gà nó gáy liên tục, nó gáy từ video tụ bài số 1 đến bây giờ rồi. Mà nó không phải gáy bình thường nha, nó gáy rất là to luôn. Tụ bài số 2 là tụ bài hướng đến những giá trị đích thực trong cuộc sống. Và giá trị mà bạn hướng đến là gì? Là gia đình. Bạn luôn hướng đến việc xây dựng một gia đình êm đềm, hạnh phúc, đoàn kết, yêu thương. Và bạn cũng là người đang đứng trước sự lựa chọn. Thời điểm bây giờ là thời điểm bạn đã tìm kiếm được một cái cơ hội nào đó về sự phát triển rồi. Đây, đứng ở giữa ngã ba đường rồi, nhưng quan trọng là bạn có lựa chọn gì hay không. Nhưng mà mình nói thật ấy, những cái lựa chọn của bạn phần lớn nó đều có sự ảnh hưởng của gia đình. Có nghĩa là sao? Mình lấy ví dụ cơ bản thôi nha. Bạn tìm được hai công việc, một công việc gần nhà với một mức lương thấp, một công việc xa nhà với một mức lương cao, thì bạn sẽ lựa chọn công việc gần nhà. Bởi vì sao? Bởi vì bạn có thể dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình, chăm lo cho người thân của mình. Nếu như bạn lựa chọn đi xa thì cơ hội của bạn phát triển tốt hơn, nhưng mà bạn lại không lựa chọn điều này. Bạn lại lựa chọn một cái gì đó nó thuận tiện cho bạn, nhưng mà nó vẫn hướng đến cái sự phát triển gia đình. Đối với bạn, gia đình là trên hết. Bạn bè có thể có hoặc không, những mối quan hệ đối tác xã giao có thể có hoặc không, cơ hội phát triển của bản thân mình có thể có hoặc không, nhưng gia đình không bao giờ là không có. Bạn đề cao tính gia đình thật là khó chứ. Tại vì sao nào? Tại vì nhìn đi, đây, nếu như mọi người họ nhìn vào bạn nha, họ thấy bạn là một người dứt khoát, lạnh lùng, tuyệt tình này, là người không bao giờ bị thao túng tâm trí được này, là người có thể nhìn thấu sự thật của người khác, là người thiên về sự hành động quyết liệt, dứt khoát, thì không bao giờ có chuyện bạn bị lung lay bởi gia đình được. Đấy, tại vì họ nghĩ rằng một con người quyết liệt như bạn thì bạn có thể bay cao bay xa, nhưng mà tại sao bạn lại lựa chọn thu lại cái kiếm của mình để lựa chọn chống gậy? Bạn nghĩ đi, nếu như bạn leo lên con ngựa này là bạn đã có thể đi cao đi xa rồi.
nhưng mà bạn lại lựa chọn đi bộ. Tại sao? Tại sao bạn lại lựa chọn đi bộ? Vì một lý do thôi. Vì gia đình. Bạn cảm giác ở thời điểm bây giờ gia đình của bạn cần bạn. Bạn cảm giác thời điểm bây giờ là thời điểm bạn không nên đi tìm kiếm một cái gì đó nó quá sức tưởng tượng, nó khiến cho bạn không thể nào có thể quán xuyến được gia đình của mình, không thể nào có thể ở bên cạnh gia đình của mình. Cho nên bạn chấp nhận từ bỏ những cơ hội đó để bạn dành thời gian chăm lo cho gia đình ở thời điểm bây giờ, ngay lúc bạn đang coi video của mình luôn. Và tụ bài tinh thần, lá bài tinh thần của tụ bài số 2 đó là cái gì nè? Tin tưởng. Hãy tin tưởng vào những gì mà bạn làm. Tại vì sao nào? Tại vì cuộc đời của bạn nó giống như là một thước phim vậy. Nếu như bạn tin tưởng vào nó thì bạn sẽ bước đi được những bước đi đầu tiên. Bạn tin tưởng vào hành trình của mình, cho nên bạn thấy thời điểm bây giờ bạn không thể nào vươn tới ước mơ của bạn thì bạn sẽ để tương lai. Tại vì thời điểm bây giờ là thời điểm bạn tập trung cho gia đình, còn những cơ hội bạn có thể tự mình xây dựng được, tự mình tìm kiếm được. Ngày hôm nay là ngày gì vậy ta? Sao mà gà nó gáy dữ vậy? Chưa bao giờ có một cái video nào mà gà nó gáy nhiều như cái video lần này luôn đấy. Để mình trả cho bạn một câu hỏi như thế này. Tụ bài số 1 và tụ bài số 2, mình cảm nhận hai bạn có sự tương quan với nhau. Nó gần tương tự nhau, bạn nhìn này. Lá bài cũng gần tương tự nhau đúng không? Không biết ở đây có bao nhiêu người từ tụ bài số 1 đi qua. Rơi vào khoảng tầm 40%, gần một nửa. Hoặc là các bạn nghe luôn cả hai tụ. Thời điểm bây giờ là thời điểm bạn nên có sự hành động rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đang hy sinh quá nhiều. Đây. Bạn hy sinh quá nhiều rồi. Bạn hy sinh lợi ích của bản thân cho những người khác, cho người thân yêu của bạn, cho những mối quan hệ xung quanh bạn. Và bạn không có lắng nghe tiếng nói bên trong. Rốt cuộc các bạn cần nhất ở thời điểm bây giờ là gì? Là hạnh phúc, là yên bình, là sức trẻ, hay là những thành tựu vĩ đại trong tương lai? Bạn đang cần cái gì nhất? Mình biết. Nếu mà so sánh nha, tiền bạc và danh vọng, bạn sẽ lựa chọn danh vọng. Danh vọng và gia đình, bạn sẽ lựa chọn gia đình. Và chung quy lại, bạn vẫn xem gia đình của bạn là trên hết. Nhưng mà thời điểm bây giờ bạn nên có một cái nhận thức khác đi. Tại vì sao? Tại vì thời điểm bây giờ là thời điểm bạn nên ưu tiên bản thân mình hơn. Bạn hy sinh đủ rồi. Bây giờ bạn hãy quay trở về bên trong để lắng nghe thôi, coi rốt cuộc bản thân bạn muốn cái gì. Muốn thể hiện con người của mình, muốn có một cái hành động gì đó nó mang tính chất độc lập cá nhân, dứt khoát. Hãy bước đi trên hành trình của riêng bạn. Chu kỳ mới đã bắt đầu, hành trình mới của bạn đã bắt đầu. Quan trọng là bạn có tin tưởng nó hay không, bạn có dám đi hay không. Để mình trả cho bạn thêm một câu hỏi nữa. Bạn ở thời điểm bây giờ quá tập trung cho gia đình rồi. Một số người ở đây, không phải một số, phần lớn những người ở đây đang sống với gia đình, đang sống cùng với gia đình của bạn. Bạn có nghĩ đến việc tách ra ở riêng không? Không phải ở riêng nha, mà là bắt đầu hành trình, chinh phục hành trình riêng của bạn với một trạng thái độc lập, không có gia đình ở đây. Tự bạn vác hành lý, tự bạn đi thôi. Biết ngay mà, tài chính không cho phép hả? Ở thời điểm hiện tại, tài chính không cho phép bạn thực hiện những cái điều đó. Trời ơi là trời. Bạn vẫn đang học cách lắng nghe bản thân mình. Và bạn cũng không có cái điều gì đó nó quá lạc quan về cái vấn đề tách mình ra để sống riêng đâu. Tại vì đối với bạn, bạn đã quá quen thuộc với cái môi trường sống gia đình rồi. Cho nên bây giờ kêu tách riêng ra để sống thì hơi khó đối với bạn. Có sự do dự chần chừ ở đây. Một phần là bạn không biết rằng là khi bạn tách riêng ra, bạn có thể quán xuyến được cuộc sống cá nhân của mình hay không. Còn một phần là ở đây có một số người, có một số thôi, ít à, một phần nhỏ các bạn ở tụ bài số 2, các bạn cho dù ở riêng đi chăng nữa thì các bạn vẫn bị ảnh hưởng bởi gia đình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn vẫn dành quá nhiều tâm sức của mình, quá nhiều mối quan tâm của mình cho gia đình của bạn. Thành ra bạn cũng không có quan tâm đến bản thân mình lắm. Bạn lo quá, bạn quán xuyến nhiều điều quá. Tự nhiên tới cái đoạn này mình cảm giác nó có một cái gì đó nó bị ứ động ở trong lòng của mình, không có giải bày được.
Gió nổi lên rồi kìa. Gió nổi rất là mạnh luôn. Để mình trả cho bạn câu hỏi như thế này. Hành trình tương lai của bạn là hành trình như thế nào? Mình đang tò mò đấy. Tương lai bạn bạn sẽ đi về đâu? Hành trình trong tương lai của bạn là hành trình như thế nào? Oh. Hành trình ở thời điểm hiện tại bạn cũng đã đi trên cái hành trình này rồi. Tụ bài số 2 là tụ bài bóc khá nhiều lần lá bài liên quan đến yếu tố tâm linh. Ở đây có những ai có năng khiếu, có cái gì? Tự nhiên mình không biết dùng cái từ gì để nói các bạn nữa. Cộng đồng tâm linh tinh thần. Ở đây có những ai đang tham gia cộng đồng tâm linh tinh thần? Các bạn có thể là tarot reader, thần số học, tử vi, bói toán, cô đồng, chiêm tinh, thầy, pháp sư, phù thủy. Các bạn ở trong lĩnh vực cộng đồng tâm linh tinh thần. Phần lớn luôn, nhiều lắm. Ở đây các bạn có trực giác vô cùng nhạy bén nha. Các bạn đóng vai trò là những người chữa lành. Cho nên các bạn dùng năng lực của các bạn để các bạn xây dựng cuộc sống hạnh phúc về gia đình. Các bạn dùng năng lực của các bạn để các bạn bảo toàn cái niềm hạnh phúc của gia đình, sự trọn vẹn của gia đình, sự bình yên của gia đình các bạn. Và các bạn hướng ra một tí xíu thôi cho cộng đồng. Chẳng hạn như là một vài người ở đó họ tìm đến bạn để họ xin lời khuyên. Nhưng mà phần lớn bạn vẫn dành thời gian để tu dưỡng bản thân mình này, bồi đắp cho gia đình của mình ngày càng hạnh phúc hơn. Tụ bài số 2 rất phù hợp với những cái công việc mang tính chất cộng đồng. Những công việc mà giúp đỡ người khác nhiều hơn ấy. Tiếp đi, để mình xem thử coi. Ở đây 90% những người ở tụ bài số 2 là những người có trực giác vô cùng nhạy bén. Phải gọi là gần như tất cả mọi người ở đây. Những ai đang coi và lựa chọn tụ bài số 2, các bạn có trực giác tâm linh vô cùng nhạy bén. Phải gọi là các bạn có khả năng tiên tri nữa cơ. Tiên tri qua những giấc mơ. Bạn mơ cái gì là cái sự việc đó nó sẽ diễn ra. Và đồng thời, tụ bài số 2 là tụ bài không hướng đến sự giàu có. Thì đúng rồi. Rút ra cái lá bài toàn hướng về gia đình thì làm gì hướng đến sự giàu có chứ. Các bạn là những người hướng đến niềm an yên trong lòng. Hướng đến giá trị tinh thần nhiều hơn là giá trị vật chất. Cho nên nói với bạn rằng trong tương lai bạn có tính thực hiện một hành trình gì đó hay không, một hành trình gì đó nó liên quan đến sự phát triển cá nhân, thì bạn cũng có thể gật đầu. Nhưng mà nói về hành trình về phát triển giá trị vật chất thì không. Tại vì bạn cảm giác bạn đủ rồi. Ở thời điểm bây giờ bạn đã tìm được những cái nó thật sự phù hợp với mình. Bạn thỏa mãn với những gì bạn đang có trong cuộc sống này. Cho nên bạn sẽ lựa chọn dừng lại. Tụ bài số 2 là tụ bài khiến cho mình có một cái cảm giác buồn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn chấp nhận hy sinh. Bạn hy sinh phát triển, sự phát triển về cơ hội. Bạn hy sinh sự thịnh vượng về tiền tài vật chất để bạn hướng đến những cái giá trị tinh thần. Hy sinh ở đây. Nhưng mà bạn sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì sao? Bởi vì bạn là người chủ động lựa chọn hành trình này. Bạn chủ động lựa chọn thì làm sao có vụ hối hận hay khác chứ. Nhưng mà mình vẫn có một cái cảm giác nó khó chịu ở đây. Kiểu giống như là có sự do dự, có sự chần chừ ở đây. Không biết rằng cái hành trình của mình nó có đúng hay không. Đúng. Hành trình hướng về giá trị tinh thần. Hướng về những cái gì đó nó tâm linh một chút. Nó tốt cho bạn. Nó phù hợp với bạn. Không biết ở đây ai đang làm trong lĩnh vực tâm linh hay không ta. Tại vì với năng lực của các bạn mà các bạn không làm trong lĩnh vực tâm linh thì vô cùng uổng phí. Mà không cần tâm linh đâu. Các bạn hãy làm những cái ngành nghề gì đó nó liên quan đến tính cá nhân của các bạn. Có nghĩa là sao? Bạn là người kiến tạo ra đó. Bạn là người làm chủ nó. Chẳng hạn bạn đóng vai trò là người truyền cảm hứng. Creator. Rồi sáng tạo nội dung nè. Tham gia các những cái đội nhóm cộng đồng gì đó. Nói đi cũng phải nói lại. Tụ bài số 2 thật sự mà nói luôn ấy là mình bây giờ mình cũng không biết nên dùng cái từ nào để nói với các bạn đây. Có sự bối rối ở đây nè, tại vì
cái kiểu giống như là bạn bị thế nào ta, khó nói chuyện ghê á. Bạn cho mình khoảng tầm 10 giây nha, để mình sàng lọc những cái thông tin cần thiết để mình nói với bạn coi. Tại vì hiện tại trong đầu mình nó có rất là nhiều cái thông tin hỗn loạn ở đây. Nào là lựa chọn tìm kiếm một cơ hội mới thay vì đi theo những cái cơ hội liên quan đến yếu tố tâm linh. Quyết định khởi nghiệp kinh doanh một cái loại hình kinh doanh nào đó. Rồi ý tưởng đi du lịch đến một nơi nào đó, ý tưởng trở thành một kẻ du mục đi đây đi đó. Tại vì bạn đã có một cái ước mơ, mà ước mơ là bạn sử dụng tuổi trẻ của mình, bạn sử dụng cuộc đời của mình để bạn đi thăm thú những cái vùng đất mà bạn chưa từng biết. Kiểu như vậy. Hay là tạm thời dừng lại cái vấn đề phát triển giá trị tinh thần để tập trung vào việc phát triển giá trị vật chất. Tại vì hiện tại là thời điểm mà bạn đang bị hơi bị túng thiếu về tiền bạc. Hoặc là trời ơi, nhiều thông tin quá. Để mình xào bài tiếp đi. Giờ cái đầu mình nó đang rất là hỗn loạn. Tụ bài số 2 khiến cho mình bị công kích. Ừ. Tại vì các bạn đang suy nghĩ rất là nhiều và cái điều này nó cũng khiến cho mình bị ảnh hưởng theo. Cho nên bây giờ mình sẽ xào câu hỏi như thế này. Điều gì phù hợp nhất đối với bạn? Đúng rồi. Điều gì phù hợp nhất đối với bạn? Thể hiện con người thật của bạn. Nó thấy chưa? Lại gặp nó rồi. Tổ bài số 2, mình khuyên thật lòng ấy. Các bạn nên đi theo lĩnh vực tâm linh tinh thần. Bạn có thể đóng vai trò là người truyền cảm hứng, chữa lành tinh thần, đi theo tâm linh, rồi tham gia các công tác cộng đồng thiện nguyện. Tại vì sao nó phù hợp với bạn? Nó vừa giúp cho bạn xoa dịu những cái tổn thương tận sâu bên trong của bạn này. Những cái gì mà bạn cho là bản thân mình vẫn còn bị mắc kẹt. Những cái gì mà bạn cho rằng là tôi cần một cái yếu tố nào đó để giúp cho tôi giải quyết được cái vấn đề này. Những cái nỗi lo lắng, những cái nỗi bất an bồn chồn bên trong lòng của bạn. Thì việc bạn tỏa ra nguồn năng lượng của bạn giúp cho cộng đồng. Nó vừa giúp cho những người cần nó và nó cũng vừa giúp cho chính bản thân bạn. Và đồng thời là gì? Cái điều phù hợp nhất với bạn đó chính là thể hiện con người thật của mình. Tổ bài số 2, mình có thể liệt kê một vài công việc mà bạn có thể tham khảo nha. Đối với những ai các bạn vẫn chưa muốn thể hiện năng lực tâm linh của mình, thì bạn có thể làm một số công việc như sau. Kinh doanh quán ăn, vật lý trị liệu, tư vấn tâm lý, tham gia tổ chức cộng đồng thiện nguyện, mở các loại hình kinh doanh kết hợp với từ thiện. Giống như là mình mở kinh doanh xong mình nói là mình sẽ trích xuất bao nhiêu phần trăm lợi nhuận để mà làm từ thiện, kiểu như vậy. Nó có tố chất hy sinh, cống hiến, tình nguyện, từ thiện ở đây. Còn những ai mà đã lựa chọn con đường tâm linh rồi thì mình nói thiệt, các bạn hãy thực hiện việc thể hiện ra công chúng. Có nghĩa là sao? Các bạn hãy xây dựng một cái kênh mạng xã hội nào đó, hoặc là các bạn có thể nói với cả thế giới này biết rằng tôi là người thuộc cộng đồng tâm linh, các bạn có thể tìm tôi để có thể giúp đỡ một vài điều gì đó trong cuộc sống của các bạn. Giống như mình, hiện tại mình đang làm bên tarot reader đúng không? Mình còn có làm bên tư vấn tâm lý nè. Thật sự mà nói á, thì tarot nó không phải là một khía cạnh mà mình tiếp cận hoàn toàn. Tại vì lĩnh vực mạnh của mình nó nằm ở một khía cạnh khác. Nhưng mà mình lựa chọn tarot nó là một cách thức để mình có thể kết nối cộng đồng, để mình có thể gặp gỡ được mọi người, cùng nhau chia sẻ những quan điểm sống và cùng nhau tìm cái cách giải quyết cho từng đối tượng nhất định. Thì mình đang cho bạn một cái hướng giải quyết như vậy. Bạn có thể lựa chọn con đường thể hiện giá trị của bạn, thể hiện năng lực tâm linh thật sự của bạn. Hay là các bạn lựa chọn che giấu năng lực tâm linh này, nhưng mà các bạn hãy thể hiện nó thông qua một cách gián tiếp bằng cách mở ra một loại hình kinh doanh nào đó có yếu tố thiện nguyện từ thiện ở đây. Giúp ích cho đời, mang đến niềm vui và sự ấm cúng cho cuộc sống này. Nó sẽ vô cùng phù hợp với bạn. Giống như tinh thần của tụ bài số 2 vậy đó. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và bắt đầu bước đi trên những cái gì đó đầu tiên. Hành trình đầu tiên, cơ hội đầu tiên, định hướng đầu tiên, công việc đầu tiên. Hãy bước đi trên cái gì đó đầu tiên. Đặt cho nó những cái bước chân đầu tiên. Những cái dấu chân đó sẽ là tiền đề để sau này bạn quay lại, bạn nhìn vào nó, bạn không cảm giác tiếc nuối. Tụ bài số 2 ở thời điểm bây giờ quá an phận. Các bạn cần có một cái gì nó bứt phá hơn nữa, nó thể hiện giá trị con người mình nữa, và đặc biệt là thể hiện năng lực của bạn. Bạn là người mạnh mẽ mà,
Bạn là người có vô vàn năng lực tiềm ẩn mà các bạn chưa khai thác mà thôi. Bây giờ tụi bài số 2 sẽ hỏi mình một câu hỏi như thế này. Nếu như tôi đi theo con đường phát triển giá trị tinh thần, cống hiến cho cộng đồng thì tôi nhận được cái gì? Nhận được cái gì? Tụi bài số 20 lất phất ra nha. Lất phất nhẹ nhàng. Bạn sẽ nhận được cái gì? Gió mạnh quá. Nếu như tôi đi theo cộng đồng phát triển giá trị tinh thần thì tôi sẽ nhận được cái gì? Bạn sẽ nhận được nhiều thứ lắm. Và bạn cũng phải hy sinh nhiều thứ. Đầu tiên, bạn sẽ cảm giác bản thân mình chưa sẵn sàng cho điều này. Tại vì ở thời điểm bây giờ khi mà mình đưa ra cái câu hỏi này cho bạn thì bạn vẫn còn đôi điều gì đó chần chừ, bạn vẫn chưa dám cho mọi người biết bạn là con người như thế nào. Bạn vẫn chưa dám công khai là bạn sẽ đi theo con đường này mà. Nó có sự chần chừ do dự ở đây. Tại vì bạn đã quen ở trong một cái môi trường an toàn rồi. Còn đây, thứ hai là gì nào? Nếu như bạn đi theo con đường phát triển giá trị tinh thần, cảm xúc của bạn có sự biến đổi. Nó tốt hay nó xấu thì tùy vào bạn, nhưng sự dao động sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn. Và đây cũng là thử thách nho nhỏ để xem thử coi là bạn có xứng đáng, bạn có dám thể hiện con người thật của mình hay không. Nếu như bạn không vượt qua được hai lá bài này thì bạn sẽ không đến được lá bài thứ ba. Và lá bài thứ ba chính là gì? Tài chính, thành tựu, vật chất. Đây chính là cái mà bạn mong muốn nhất. Bạn sẽ có được chỗ đứng trong lĩnh vực đó. Bạn sẽ có được một nguồn tài chính ổn định và duy trì được cuộc sống của bạn. Bạn sẽ có được sự tự tin khi thể hiện con người của mình. Bạn sẽ không còn ngại ngùng khi nói rằng tôi là người thuộc trường phái phát triển giá trị tinh thần. Và điều quan trọng nhất ở đây là gì? Bạn sẽ cảm giác an yên trong lòng. Giống như việc hiệp sĩ này, họ đang có một bộ giáp trên người đúng không? Và bộ giáp này nó giáp bằng vàng luôn nha mọi người. Cả con ngựa cũng được mang đồ rất là đẹp, mỹ miều. Bạn sẽ có được cái này. Thành tựu, tự tin, tự mãn. Có một chút tự mãn ở đây nữa. Cứ giống như yeah, mọi người thấy không, tôi là con người như thế này nè, thấy tôi ngầu chưa, kiểu như vậy đó. Có một chút tự mãn ở đây. Nhưng điều quan trọng là gì? Bạn tự hào về sự lựa chọn của mình. Gió nổi lên rất là mạnh luôn mọi người. Nó thổi bay đi tất cả những cái gì nó đang tồn đọng ở cái môi trường này, ở cái khoảng khắc mà mình đang nói chuyện với các bạn. Mong rằng các bạn sẽ đưa ra một cái sự lựa chọn đúng đắn nhất cho chính bản thân mình. Yên tâm nha, đừng có lo lắng về tương lai của bạn. Tại vì sao? Thời gian sẽ là yếu tố hoàn hảo nhất để trả lời cho tất cả. Còn bạn là gì? Cứ chờ đi. Đến giờ, đến phút, đến giây đó nó tự động hoạt hành. Nó tự động hoạt động, nó tự động tiến đi đến một cái giai đoạn nào đó. Tụi bài số 2 khiến cho mình có những cái lời nói khó hiểu ghê luôn ấy. Nó kiểu như là chữ này nó móc chữ kia ấy. Các bạn nghe hiểu nhưng mà chưa chắc gì người khác nghe người ta hiểu nha mọi người. Tại vì mình nói xong mình cũng cảm giác là mình đang nói cái gì vậy. Tụi bài số 2 khiến cho mình cảm giác hơi bối rối. Thôi, chắc là mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây đi. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Còn bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt. Xin chào bạn, người đã lựa chọn lá bài này, tụi bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối nguồn năng lượng với nhau để thực hiện trải bài cho câu hỏi lần này. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Hồi nãy giờ mình đang nói chuyện với tụi bài số 2 và mình cảm giác như là tụi bài số 2 là tụi bài vô cùng khó hiểu. Khó hiểu thiệt. Để xem tôi coi đến tụi bài số 3 thì chúng ta sẽ có kết quả như thế nào đây. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Là người biết làm chủ vận mệnh của cuộc đời mình. Là người không ngừng tìm kiếm những giá trị thật sự thuộc về mình. Là người học cách vượt qua được những nỗi buồn và những tổn thương trong cuộc sống. Là người luôn luôn tìm ra những biện pháp để có thể cải thiện một tình huống nào đó, một vấn đề, một khúc mắc nào đó. Tụ bài số 3 là tụ bài, mình có thể dùng cái từ như thế này, vượt lên nghịch cảnh. Vô cùng phù hợp với bạn. Tại vì sao? Những lá bài này đều là những lá bài mang yếu tố tích cực,
Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn đã từng trải qua những cái giai đoạn khốn khó trong cuộc sống, những mối quan hệ không phù hợp với các bạn, những cái tình huống khiến cho các bạn trở nên khó khăn trong việc đưa ra một cái sự lựa chọn, một cái quyết định nào đó. Nhưng mà các bạn có thể giải quyết được tất cả. Và bạn ở thời điểm bây giờ đã là một phiên bản lột xác rồi. Một phiên bản yêu thương bản thân mình hơn, một phiên bản đang dần kết nối với tiếng nói bên trong của mình. Chập chững thôi, tầm khoảng vài phân. Bạn là người đang mạnh mẽ đi trên hành trình phát triển của bạn. Và quan trọng ở đây là gì? Bạn là người kiến tạo mọi thứ, bạn là người tạo dựng lên tất cả mọi thứ. Cuộc sống của bạn, ước mơ của bạn, nỗi buồn của bạn, niềm vui của bạn, bạn là người tạo dựng lên tất cả mọi thứ. Không có mở đầu sẽ không có kết thúc. Nếu như bạn không có việc bị tổn thương thì không bao giờ có chuyện bạn sẽ trở thành một phiên bản đẹp hơn. Kiểu giống như là đập đi sửa lại vậy đó. Bạn nhìn tụ bài nè. Tự do, chữa lành, thịnh vượng. Toàn là những màu sắc tốt đúng không mọi người? Rất tốt. Và bạn ở thời điểm bây giờ đã đủ tử tế rồi. Các bạn đã đủ tốt đẹp rồi. Cho nên các bạn đã đến lúc xứng đáng nhận được những cái điều gì đó nó thật sự phù hợp với mình. Lý do gì khiến bạn nổi bật giữa đám đông? Đó. Lý do như thế này đây. Nãy giờ mình đã nói. Bạn nổi bật như thế nào? Đầu tiên là nguồn năng lượng của bạn. Nguồn năng lượng luôn vượt lên nghịch cảnh. Cho dù bạn rơi vào tình huống oái âm nào đó, bạn vẫn có thể vực dậy được. Và cái thứ hai, bạn luôn biết kiến tạo hành trình của mình. Bạn luôn để cho hành trình của mình nó có những cái cột mốc mới mẻ, sáng tạo. Có một chút thử thách ở đây, nhưng mà những cái thử thách này nó chỉ tô điểm lên cho cuộc đời của bạn trở nên sặc sỡ muôn sắc màu hơn thôi, chứ nó không có khiến cho bạn gục ngã đâu. Và điều quan trọng là gì? Là bạn chủ động lựa chọn điều này. Bạn muốn điều này mà. Bạn cảm giác cuộc đời này nếu mà nó nhàn hạ quá thì cũng chán, cho nên lâu lâu chúng ta phải có thêm thử thách. Từ bài số 3 hài dễ sợ. Các bạn là những người có một tâm hồn trẻ. Đúng là mấy đứa nhỏ có khác. Tâm hồn trẻ con thì nó sẽ như thế nào nào? Không bao giờ biết sợ là gì. Bạn có thể nhìn thấy mấy đứa nhóc ấy, trời mưa tụi nó đâu có thèm mang áo mưa đâu, ở trần đi nhong nhong vậy đó. Thậm chí nha, những cái ngày trời lạnh, người lớn thì mang áo khoác, mấy đứa nhỏ chỉ cần mang áo cọc quần đùi thôi đã đi chơi với nhau được rồi. Mấy đứa nhỏ là những cái đứa trẻ không bao giờ ngừng việc tìm tòi học hỏi những cái điều gì đó đối với nó là lạ mắt, là mới mẻ. Thành ra những đứa trẻ là những linh hồn mà mình yêu mến nhất. Nó có sự thuần khiết ở đây, nó có sự vui vẻ ở đây. Bạn chính là vậy, linh hồn của bạn là linh hồn của những đứa trẻ. Bạn trân trọng những khoảnh khắc, những kỷ niệm đẹp về gia đình, về bạn bè, người thân. Còn những kỷ niệm không vui thì sao nào? Bạn quên luôn. Giống như là trong bộ não của bạn nó có một cái hệ thống sàng lọc có tự động vậy đó. Những cái niềm vui thì bạn giữ lại, những cái nỗi buồn thì bạn sẽ quên đi. Thành ra gương mặt của bạn phần lớn là gương mặt của sự thỏa mãn. Bạn có thể lấy chiếc gương, xong rồi bạn nhìn gương mặt của bạn trong gương đi. Bạn thấy rằng nó hiền hòa lắm mọi người. Mình cảm giác như bạn là một người mang một dung nhan hiền hòa. Tụ bài số 3. Ở thời điểm bây giờ các bạn đang rơi vào một cái trạng thái buồn bã, chiêm nghiệm. Nó hơi có chút gì đó trầm lắng ở đây. Ở thời điểm khi mà bạn đang nghe mình nói này, cứ giống như là bạn đang soi chiếu lại bản thân mình. Không biết dạo gần đây bạn đang rơi vào trạng thái nào ta? Kiểu giống như là thời điểm bây giờ là thời điểm bạn đang rơi vào trạng thái túng thiếu về tiền bạc đúng không? Đây, hồi nãy mình hỏi là tại sao bạn lại có những cái sự buồn bã ở đây, lo lắng bất an ở đây, thì lý do là tiền. Những người đang lựa chọn tụ bài số 3, các bạn đang gặp một chút vấn đề liên quan đến tiền bạc. Có sự túng thiếu tiền bạc ở đây. Đang muốn tìm một cái cách thức nào đó để có thể giải quyết những vấn đề liên quan đến tiền bạc. Tài chính, công việc, nói chung là tiền đi. Tại vì lý do chính là cũng chỉ có tiền thôi. Bạn đang hướng ra bên ngoài để tìm kiếm những cơ hội để giải quyết cái vấn đề này. Tại vì cái vấn đề này nó khiến cho bạn bất an. Và cũng bởi vì bạn bất an cho nên bạn bắt đầu hoài niệm về những gì tốt đẹp đã từng có ở quá khứ.
Trời, sao hồi nhỏ tôi không có nghĩ đến vấn đề tiền bạc mà bây giờ lớn lên cơm áo gạo tiền nó bủa vây cuộc đời tôi vậy. Đó, cái kiểu như vậy. Trời ơi là trời. Để mình trả cho bạn một trải bài như thế này. Tại vì ngày hôm nay video của mình nó ngắn thôi à, nó không có dài, cho nên mình chỉ trải ngắn gọn một tí. Mình cũng không biết lý do, chắc là do cuối tuần hay sao ấy, nó hơi lười một tí mọi người. Thông cảm cho mình nha. Trong thời gian tới tình hình tài chính của tôi có được cải thiện hay không? Tại vì bạn đang muốn đặt câu hỏi đó nhất mà. Lại lặp lại nó rồi nè. Có nha mọi người, có. Thời điểm bây giờ có vẻ bạn đang bị động, rơi vào một trạng thái bị động. Không biết rằng tôi nên tìm một cái cách thức nào đó để có thể giải quyết tình hình ở thời điểm bây giờ, ở thời điểm hiện tại về tình hình tài chính, tiền bạc, vật chất, công việc của tôi. Trong tương lai sẽ có cơ hội đến với bạn. Bạn yên tâm đi, gần thôi. Những ai đang xem video của mình và các bạn đã đồng hành cùng với mình trong một khoảng thời gian rồi thì các bạn biết mà, khi mà mình nói gần thôi là gần lắm, 500 phạm vi 1 tháng thôi. Còn của bạn thì tầm khoảng 3 ngày hoặc 3 tuần, cỡ đó. Gần mà. Cơ hội của bạn sẽ đến. Và cơ hội này là cơ hội để bạn bước ra ngoài xã hội và thể hiện con người của mình. Nhưng cơ hội này nó sẽ đi kèm một yếu tố, đó là gì? Tiếp cận, học hỏi kiến thức. Để nắm được cơ hội này, bạn phải có một lượng kiến thức đủ để có thể thực hiện. Chẳng hạn, một công việc gì đó đòi hỏi tính chuyên môn. Một cơ hội gì đó đòi hỏi bạn phải có một kiến thức nền ổn định. Chẳng hạn, kinh doanh buôn bán online điện tử nè, đó thấy không? Đừng có nghĩ rằng muốn kinh doanh là phải kinh doanh không thôi. Bạn phải xem nó coi tiệm khách hàng của bạn là ai, sản phẩm bạn bán nó sẽ tiếp cận với khách hàng bằng phương thức nào, giá cả cạnh tranh ra sao, đối thủ cạnh tranh là những người nào. Đó, nội chừng đó thôi là đã khiến bạn đau đầu rồi. Chưa kể nha, những cái cơ hội về công việc khác chuyên môn, chẳng hạn như là những cái ngành nghề nó mang tính chất phải có bằng cấp kỹ sư, nhân viên văn phòng, hành chính. Đó, những cái ngành nghề đó nó đòi hỏi phải có tính chuyên môn, nó đòi hỏi bạn phải có những cái kiến thức nền nhất định để có thể thể hiện con người của bạn, để có thể thể hiện giá trị mà bạn cống hiến cho công ty đó, giá trị để bạn cống hiến cho công việc đó. Trong tương lai bạn có thể giải quyết tình hình tài chính hay không? Chưa hoàn toàn giải quyết được. Chưa hoàn toàn giải quyết được. Mình không biết ở thời điểm bây giờ các bạn đang ở trong cái giai đoạn nào, chưa có việc làm hay là đang trong công việc, hoặc là đang trong quá trình tìm kiếm công việc. Nhưng mà cho dù bạn đang ở trạng thái nào đi chăng nữa thì trong tương lai bạn vẫn chưa thể nào giải quyết được vấn đề tài chính của bạn đâu. Có lẽ là các bạn đang có một khoản nợ nào đó chăng? Hay là các bạn đang cần phải cố gắng tìm cách để duy trì nhịp sống hàng ngày của các bạn bằng số tài chính hiện có. Trong thời gian tới, bạn sẽ có nhiều nỗi lo hơn, bất an trong cảm xúc, không tìm được một cái hướng gì đó nó giải quyết phù hợp với bạn. Sao mà tụ bài số 3 nó bi quan thế? Các bạn bị sao vậy? Trời ơi là trời, trả lại coi. Mình không chấp nhận cái kết quả như vậy. Bây giờ nha, hít thở thật là sâu. Mình sẽ đổi bộ bài. Đổi bộ bài, đổi vía. Hít thở thật là sâu để cho bản thân mình nó thư thái, nó nhẹ nhàng hơn. Tiến hành trả bài lại nào. Trong thời gian tới, tình hình tài chính công việc của bạn có thể giải quyết hay không? Vấn đề tiền bạc của bạn có thể được giải quyết hay không? Không. Câu trả lời là không. Bởi vì thời điểm bây giờ là thời điểm bạn nên xem xét lại thế giới nội tâm của bạn, ổn định lại, cân bằng lại cảm xúc của bạn. Và nhớ, thời điểm bây giờ là thời điểm bạn nên xem xét những mối quan hệ xung quanh bạn, những mối quan hệ nào dạo gần đây có sự bất ổn, xem xét lại chúng và lựa chọn một phương thức giải quyết phù hợp. Bởi vì sao? Nếu như bạn không giải quyết được vấn đề này, vấn đề về những mối quan hệ xung quanh bạn, thì bạn sẽ không giải quyết được hành trình của bạn, tại vì bạn đang bị vướng bận bởi nó. Nếu như bạn không giải quyết được mối quan hệ đó thì bạn sẽ không có thể nào bước vào một hành trình mới được. Bạn chỉ có mãi gián đoạn ở đó thôi. Và điều quan trọng ở đây là gì?
giữ vững một tinh thần lạc quan tích cực. Lúc đó bạn mới có thể thu hút được những nguồn năng lượng tích cực và tình hình của bạn mới giải quyết được. Tài chính, công việc, tiền bạc, vật chất. Còn bây giờ bạn cứ bị xoay lòng vòng trong cái vấn đề cảm xúc thì không bao giờ mình trải bài được cho bạn. Nãy giờ trải bài về cảm xúc quá nhiều. Lá bài đại diện tinh thần của các bạn cũng vậy nè. Thiên về sự chữa lành. Chỉ khi nào trạng thái cảm xúc của bạn nó đang bất ổn, nó mới cần sự chữa lành mà thôi. Muốn trả lại thêm một lần nữa không? Thôi, mình nghĩ chắc dừng đi. Tại vì hiện tại bạn chưa đủ. Rồi, mình sẽ kết thúc trả bài của bạn tại đây nha. Chó sủa rồi. Hẹn gặp lại bạn ở những trả bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Bây giờ, xin thân ái và chào tạm biệt.